Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở một khu vực tương đối hơi xa trung tâm của Sài Gòn nha. Nick đang có mặt ở đường Trương Thị Hoa thuộc phường Tân Thế Hiệp, quận 12 nè. Ngay chỗ Nick đứng đây nó là bãi giữ xe của một cái đại siêu thị có tên là MM Mega Market. Trước đó thì Nick đã từng quay review cái siêu thị MM này ở trên quận 2 rồi. Hôm nay thì tuốt ở tận quận 12 luôn. Nick sẽ vào tham quan và đồng thời quay lại review chia sẻ luôn cho các bác chị mình biết về siêu thị MM tại quận 12 ngày hôm nay như thế nào nhé. Một cái rất là hay của siêu thị này đó là ở phía ngoài gần chỗ bãi đậu xe nè, có chỗ để người ta đóng gói. Chỗ này là hoàn toàn miễn phí luôn, mọi người có thể đến lựa những cái thùng cạc tông rồi băng keo để sẵn nè. Đó, mình có thể đến lựa thoải mái, không có móc phí. Cái này hoàn toàn miễn phí luôn. Bao nhiêu thùng giấy, thùng cạc tông để là ai cần cái gì cứ tới lựa rồi tự đóng gói cho mình thôi. Đây, trước mắt quý cô anh chị và các bạn, MM Mega Market. Nhìn từ ngoài sân thì Nick thấy là không gian rất là rộng và khá là lớn nha. Nick nghĩ là chắc cũng là một trong những cái siêu thị lớn của tập đoàn MM này. Đó, bây giờ đi vào trong đây. Chào mừng quý khách, welcome. Phía ngoài là để những cái bảng thông tin về hàng quảng cáo nè. Hay đi siêu thị thường thì quan tâm những món đồ này, có chương trình khuyến mãi giảm giá thì người ta sẽ mua nhiều hơn. Rồi bước vào trong cái máy lạnh phà mát lạnh luôn. Em xin chào. Rồi, đứng phía ngoài nhìn vô thấy là đồ. Siêu thị này lớn thật sự, rất là lớn. Ngay chỗ này đây là để là xoài. Xoài đang giảm giá là xoài cát Hòa Lộc 45.000, còn có 39.000 đồng một ký. Rồi xoài chu vàng còn 34.000 đồng một ký. Xoài keo còn có 9.000 đồng một ký nha. Là dưa hấu nè, dưa hấu 14.000 còn 9.000 đồng một ký thôi. Bên kia là bơ, bơ này bơ 34 là Đắk Lắk, cái này còn có 49.000 đồng một ký thôi. Bơ trái này chắc là bơ sáp trái dài rất là ngon. Bên kia là khoai lang, khoai lang giống Nhật cũng có 9.000 đồng một ký thôi. Nhìn khoai lang nè, quá trời khoai lang này, chắc là khoai lang mập nè, này là giống kiểu Nhật. Này.
Ôi, nhìn lên cái bao nhiêu kệ hàng trước mặt. Hay là bia, dây trang. Này chắc là thương hiệu của Thái Lan rồi, bia hiệu Con Voi. Rồi, hóa mỹ phẩm là khu bên trái này. Ồ, cái máy Halio này, máy massage mặt cho phụ nữ. Hồi trước biết nhớ là có bạn nhờ mua hồi thời lâu rồi, khó tìm, mà bây giờ thì thấy là chỗ này để quá trời nè, có 699.000 đồng một cái. Còn cái này là tâm nước, máy tâm nước này 899.000 đồng một cái. Rồi các nước súc miệng nè, rồi cái nến răng nè, quá trời luôn. Sensity nè, rồi DS nè, DS trà xanh, DS các loại, close up nè. Đây có 40 mấy ngàn một tiếp thôi. Ở trên là close up này là 69 ngàn nè, Corrad thì có 48 ngàn, Sensodyne này 94 ngàn cho tới 100 mấy ngàn. Rồi hiệu Dali này nó cũng hay sử dụng nè, có 38.500, còn cái này khuyến mãi nữa có 26.000. Rồi các loại nước súc miệng Listerine hoặc là VS hoặc là mấy hiệu khác. Rồi dao cạo râu, rồi lăn nách thử mùi, sữa tắm cho phái nam, dao cạo râu nè, chăm sóc da, rồi hóa mỹ phẩm, rồi bằng chải đánh răng nè, đây trong siêu thị. Các kệ hàng nhìn mênh mông luôn, dầu gội sữa tắm à, trên kệ đầy hết. Hàng khuyến mãi này là một cái combo của M&M tặng thêm cái gì đây, cái hộp thực phẩm mình chữ nhật Hokkaido nữa, 76 ngàn, rồi có một cái chai sugar trong đó. Rồi Lifebuoy, dầu gội sữa tắm, xà bông cục, xà bông Camay. Lâu lắm rồi mới thấy xà bông Camay. Camay này rất là thơm luôn, đứng gần là nghe mùi, ngửi thấy mùi rất là thơm nè. Camay nữa nè, rồi ăn xong tê sắp go, rồi double rich. Đứng gần mấy cái chỗ này thơm quá chừng. Bên đây là các mặt nạ dưỡng da và kem lột nữa nè. Mặt nạ có 20.300, rồi 31.400, 42.000, 79.000. Máy sấy tóc, nguyên cái khu này là mỹ phẩm ha. Rồi tã cho trẻ em, đủ thứ này, khăn kệ, khăn rồi sữa nè, sữa Alin, sữa Clusina dành cho người bệnh tiểu đường, sữa hộp các loại, sữa dinh dưỡng, sữa người lớn, sữa dành cho trẻ em, kệ khăn. Rồi bên đây quần sọt, sọt 89.000, 179.000. À, ngoại đi mua kem đánh răng mày ơi. Dớ, dép lào, đồ lót nam nữ. Rồi vớ dép các loại, dép thì nó coi 169.000 đồng một đôi, hoặc là 89.000. Bên đây là quạt đứng nè, hiệu Toshiba, 1.590.000, 1.090.000. Đang giảm giá nè, 1.890.000, 1.190.000. Thôi mấy kệ nè, chắc như núi luôn, quá trời cao. Nồi niêu son chảo và lò vi sóng nè. Đồ điện tử thì đầy trong đây.
các kệ hàng, nói chung là siêu thị Việt Nam bây giờ hàng hóa thì mênh mông, cái gì cũng có, quan trọng là có đủ tiền để mua hay không mà thôi. Thôi nó chỉ lướt lướt qua thôi, máy xay sinh tố là đầy trên đó nè, kiểu gì cũng có luôn. Và nồi niêu xoong chảo kích cỡ lớn cỡ nào, nhỏ hay lớn đều có, là chảo nè, rồi mấy cái ly nhựa nè, bằng giấy nữa nè. Nó mua sắp sắp này có mười mấy ngàn sắp nè, hoặc là 9.000 sắp nè. Đó, tha hồ mà mua mấy cái này để đi picnic, đi cắm trại, dùng một lần rồi bỏ nè. Đó, dĩa là to bằng giấy, bằng nhựa, muỗng nĩa cũng vậy luôn, đó, để dành đi picnic. Rồi, cái này là Nick rất là thích, là sản phẩm của Việt Nam, những cái hộp, những cái kệ làm bằng lục bình, một cái chất liệu mà gần đây người ta chế ra sử dụng rất là hữu ích luôn. Hồi xưa là dưới quê, nhất là miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, là lục bình mênh mông không ai dùng tới, chỉ là cập vô trong bờ để giữ đất vậy thôi, chứ mà bây giờ người ta chế ra bao nhiêu thứ có thể dùng được. Ta mấy cái sọt nè quá lớn mà đựng được rất là nhiều đồ, và sạch nè, bảo vệ môi trường đó, rất là tiện nghi tiện lợi luôn. 89.000 với 149.000. Rồi mấy cái kệ, cái khay lớn như đây là 589.000 hoặc là 669.000. Rồi bên kia dao kéo, rồi thớt bằng gỗ hoặc là thớt bằng nhựa, tha hồ mà lựa. Rồi đồ sành sứ bên đây nè, quá trời luôn. Mấy cái chai này để đựng nước chấm nè, bây giờ nhiều chỗ ngày xưa người ta hay dùng để rượu, bây giờ là để nước chấm luôn. Fish sauce bằng sứ. Rồi, gốm sứ cầu cốc, mấy cái chén đổ, mấy cái đồ để được nước chấm kiểu nào cũng có. Cái này là kiểu đôi, này 2 trong 1, cái này 26.000 một cái mà 29.000 hoặc là 26.000, có thể là có thành viên thì giá nó sẽ được giảm rẻ hơn tí. Là ly nè, ly uống rượu vang, rồi xà phòng lên bột giặt để trên kệ kìa, mênh mông luôn, Omo quá chừng. Phải kệ này là đồ nhựa, rồi máy hút bụi vậy nè. Rồi các loại móc treo nè, ca nhựa vàng ủi, rồi các loại đồ bằng ủi nè, ủi bằng hơi nước hoặc là ủi là bình thường. Tôi thích cái hiệu Philips này nè, rất là dễ sử dụng luôn. 450.000 cái bàn ủi Philips nè. Rồi kèm tuốt nơ vít, đồ dặn, đồ xoáy ốp, nguồn dụng cụ gia dụng trong nhà. Càng vào sau đây càng thấy đồ mênh mông luôn, nón bảo hiểm, móc treo, ghế ngồi, ghế nhựa, ghế xếp. Vô siêu thị thôi đồ mênh mông mê mẩn luôn. Giỏng nè, ô giỏng xếp này 259.000, 459.000. Cái này khung giỏng thép 32 x 0.8 mm, cái này xếp gọn được.
rồi lưới võng nè, các loại màu sắc thì đa dạng. Có nhiều người thích là mang đi ra nước ngoài để sử dụng. Có cái võng này nằm đúng đưa nhớ về quê hương. Võng thấp, võng cao tùy loại nè, quá trời luôn. Có nó một cái ống xếp gọn lại như thế này. Nên phương pháp chuyển đi bằng đường hàng không rất là dễ. À, nhiều khu nữa nhưng mà nó chắc đi nước nước thôi. Đây là giấy vệ sinh, giấy cuộn qua chừng luôn, 66.000 hoặc là 89.000 hoặc là 180.000 hoặc 59.000, đó tùy loại 6 cuộn hay là 12 cuộn hoặc là loại nhỏ hoặc là loại hãng có tiếng thì đắt hơn tí, hoặc giấy cao cấp thì mắc hơn chút. Này popline này, popline này nó cũng hay sử dụng nè, 83.300 đồng. Rồi An An, Island hoặc là Water Shield. Còn khăn ướt nè, bán đầy trên kệ đây. Thôi nước ngọt nè, các kệ nước ngọt. Các loại thức uống công nghiệp, Mirinda, Sassy Zero, Coca-Cola, Pepsi, rồi 7 Up, Fanta, nước nho hay cái gì cũng có luôn. Rồi bia Sài Gòn, Chill, các loại bia, các kệ bia, các loại kệ thức uống, đồ ngọt, Rino, nước tăng lực. Rồi van Đà Lạt, van Chile. Mấy cái hộp van Đà Lạt này nhìn cũng đẹp nè, 289.000 đồng một hộp thôi. Rồi van này là rượu van đỏ, 386.000. Rồi 499, 469, 909. Nó tùy loại rượu, và đa số rượu nhập ngoại thì giá nó hơi cao hơn tí. Các kệ rượu bia, các loại nước uống có gà, có cồn. Đó. Rượu vang thì mênh mông, rượu vang nhập khẩu độc quyền. Vodka của Nga cũng có nè, rồi cocktail, brandy. Đó, bây giờ thật sự là không có thiếu gì mà có thể nó còn đủ và nhiều hơn nhiều siêu thị ở nước ngoài luôn. Rượu vang hồng, các nước khác, Pháp, Việt Nam, cái gì cũng có hết. Mẫu mã quá đẹp luôn nè, Shiva 18 nè, Shiva Recall 18, rồi Valentine 18, rồi Shiva 21 nè. Rồi brandy khô nhắc, rồi rượu của Nhật, rượu của Trung Quốc cũng có luôn nè. Rồi Macallan là thương hiệu rất là được ưa chuộng tại Việt Nam nè. Shiva 21 cái mẫu bìa chai quá đẹp luôn. Rồi kế bên là bánh, cái này bánh làm tại chỗ luôn, có xưởng làm cho nên là nhìn rất là tươi và có cái góc để có thể ngồi ăn tại chỗ luôn nè. Bánh tươi mỗi ngày, pizza 150g các loại đồng giá 25.000 một miếng. Đó, mình pizza này cái đế hơi dày quá nha, thấy là nhìn thấy ngán rồi. Thường là ở Việt Nam mọi người thích cái đế mỏng không. Bánh mì sandwich nè, rồi các loại bánh mì, bánh mì mặn, bánh mì chả bông, bánh mì xúc xích, bánh mì patisserie 12.000 đồng một cái,
Rồi bánh burger có 24.600, mà cái loại này burger Việt Nam không có ai ưa chuộng, ít có người ăn, chỉ có trẻ là muốn trải nghiệm thử thôi. Bánh su kem có 7.000 đồng cái. Ồ, cái này bánh ruột quá, không thích bánh su. Bánh quạt dừa 7.000 đồng cái. Rồi các kệ bánh khác nữa, đây bánh sầu riêng, đây bánh bánh bía chay nè, sầu riêng. Rồi các loại bánh khác nữa, bánh bông lan, bánh ba, bánh gì cũng có hết trơn. Thôi nhấc lướt lướt qua. Rồi bánh su kem, cái này loại lớn, cái này 6 cái 58.000. Rồi bánh su ống dài dài nữa nè, món ruột không, batiso. Còn bánh su này, bánh su nhỏ nhỏ nè, một hộp này chắc là cả chục cái quá. Đấy trời, bánh su này 30g 10 cái 21.000 đồng mà. Trời, chưa tới 1 đô nữa. Đó, hộp 10 cái quá rẻ luôn. Món nướng. Wow. Chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà, thịt heo, sườn heo nướng, vịt quay tứ xương, heo quay da giòn, đó, gà nguyên con nướng nữa nè, cánh gà quay nữa nè, đó, gà nướng sốt tiêu tỏi 88.000 đồng một con, 88.000 thôi. Rồi, các loại hàng tươi sống bên đây. Thịt các loại, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, xương, cánh, đầu, mình, đùi, cái gì cũng có, thịt bầm cũng có. Trong tủ đông lạnh ở trong là treo thịt heo, thịt bò, miếng bự 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 ở trong. Quá trời trong. Vô đây tha hồ mà lựa. Bò viên nó làm sẵn đây nè. Trong tủ lạnh ở bên trong rồi đó. Nguyên con đó, miếng bự bự. Đây. Họ nhìn xuyên qua lớp cửa kính mờ mờ rồi, tủ lạnh bên trong. Sườn nguyên cái thân của con bò là con heo treo lủng lẳng rồi chung. Thịt bò, đây thịt bò này, để coi thịt bò của nước nào đây. Xuất xứ Việt Nam, bò Việt Nam. Bò nhìn cũng tươi rói, rất là đỏ, màu đỏ thịt bò. Thực sự là bò Việt Nam đó, nó dài dài, nước lại thấy là thích là ngon hơn nhiều loại bò. Mọi người nói bò nước ngoài, bò nó mềm, nhưng mà mềm quá thì ăn cũng không có ngon á. Thích ăn cái gì nó hơi dai dai tí, niệm nó mới ngon. Gà, cánh gà, chân gà, đùi gà. Đó là những loại thực phẩm đông lạnh khác. Thịt kiểu Tây, thịt kiểu ta, xúc xích. Thôi, xúc xích lớn, xúc xích nhỏ thì đầy trong đây. Mấy cái loại này thật sự là cũng không phải là được ưa chuộng nhiều lắm. Chỉ có người ta là muốn trải nghiệm lâu lâu rồi, lấy về ăn thôi. Chứ còn là người Việt mình cũng không thích lắm mấy cái loại xúc xích này. Tìm không khó, rất là dễ. Rồi các kệ hàng, tủ lạnh, đồ đông lạnh, rồi sữa nè, ở đây sữa tươi, sữa chua, các loại sữa chua uống cho tốt cho hệ tiêu hóa, rồi sữa True Milk, sữa Vinamilk, đó mua thùng hoặc là mua lẻ đều có bán hết.
Yomos cam 28.000 đồng một lốc, 26.000 đồng một lốc. Rồi sữa chua nè 28.000, cái này cũng một lốc, hình như là 47.000 đồng một hộp. Như này một vỉ này là 4 hộp là 28.000. Có sữa chua các loại, sữa chua táo, sữa chua Việt Quốc, sữa chua có đường, sữa chua không đường, sữa chua sầu riêng nữa nè. Cái này là cao hơn mấy loại kia tí, 32.800 một lốc, 4 hộp, tính ra là bán lẻ là 8.200 nè, 8.200 một hộp. Mênh mông các loại sữa đó, sữa chưa uống, sữa đầu nành, sữa hạt, sữa tiệt trùng, sữa Việt Nam, sữa nhập gì cũng có hết. Này ăn kho nè, sữa nhập nè. Rồi đi tiếp ra khu vực này rồi. Ồ, bên đây là hải sản nè, rất là thích cái khu hải sản tươi sống luôn. Mấy cái tủ này là để đồ đông lạnh, trong đây có tôm khô, con nào con lấy mượn quá chừng luôn nè. 192.000 đồng 100g. Có loại lớn, loại nhỏ. Rồi sứa nè, đóng bịch. Rồi nghêu, rồi hào. Thịt bên đây là thịt ếch 115.000 đồng 1kg. Đó, ếch tươi lột sẵn đó rồi. Rồi cá thu nè, sắc lát để lạnh. Thôi bây giờ vô cái khu này là nhìn thấy mê rồi đó. Giá sóc cua. Không biết sóc cỡ nào nhưng mà thấy là thấy mê rồi. Cua thịt dây này xanh này 378.000 đồng 1kg. Còn ghẹ xanh 719.000, tôm hùm thì 1.535.000 đồng. Cua. Wow, cua nè, em thấy mê luôn. Bạn coi nó bò kìa. Cua thịt hai dây thì 525.000 đồng một ký. Cua thịt dây, cái này dây màu đỏ, có phân biệt. Dây đỏ thì 269.000 à, bên dây xanh thì tới 525.000. Có sự phân biệt này không biết là lý do gì sao. Không lẽ cái sợi dây đỏ nó nặng hơn cái dây xanh. Mình thấy cái dây nhựa này nó nhiều à. Chắc là cái loại thịt cua này nó không chắc như loại thịt cua bên kia hay sao á. Ủa, cái cua này cái bụng của nó giống như là đang mang bầu vậy. Kè bự ra nè. Cua gạch 408.000 đồng. Ôi, cho đây là cua gạch. Còn nghêu lớn, mấy con nghêu này bự quá chừng luôn, 75.000 đồng một ký. Rồi sò dẹo 49.000. Đó, nghêu nè, các loại nghêu. Nghêu nhỏ thì 49.000 đồng một ký. Ôi, ốc hương. Wow. Loại này là 80-100 con một ký. Giá đang giảm là còn 339.000. Trước đó là 389.000. Đây nè. Trời ơi, nhìn thấy thương luôn. Nó đang mở cái còi thịt của nó ra nè. Ốc hương. Đây, quay xuống đây nhìn nè. Hết sấy luôn. À, lấy cái muỗng này múc lên. Hết sấy con mà bảy nha, ốc hương này. Hôm bên đây hào, có ốc bóng tay nữa, hết rồi phải. Rồi bò ngư. Còn ngư này 1.015.000 đồng một ký. Tôm hùm 1.628.000 đồng một ký. À, bò ngư nè. À, ở trên đó nữa nè. Nhìn mấy con bò ngư này bình thường nhìn nó cũng thấy ghê lắm. Còn bên đây là gì? Bên đây là giá sóc cuối tuần 249.000 đồng. Đây là cá gì đây? Cá này giống cá lăng hả?
cá tầm Việt Nam. Ồ, cá tầm này, cái hồ này lớn quá chừng luôn, 249.000 đồng ký nè. Mà đây tôm càng 179.000. Trời ơi, nhìn nó nè. Ồ, nó bơi tung tăng là nhìn. Cái này mà nướng lên á, hoặc là hấp nước dừa, nó sảy còn mà bảy. À, ở đây nữa nè. Nhìn những con tôm sú ở trong cái tủ kìa kìa. Trời. Rồi bên đây là cá chim trắng, cá mú, trân châu, đồ hải sản tươi sống không mà nhìn mê quá luôn. Tôm thẻ sống này có 199.000 đồng ký. Đây anh chị này đang vớt lên nè. À, cái này mình muốn bắt tươi sống thì mình vớt lên mình bắt tại chỗ vậy đó. Trời, nhìn mấy con tôm sú nó bơi lội thấy mê quá. Cá diêu hồng 59.000 đồng một ký, quá rẻ luôn. Cá chuỗi ngọc 225.000 đồng một ký. Còn cá lăng bên kia 205.000 đồng một ký. Còn này là cá chép giòn 135.000 đồng. Trời, giống con cá tai tượng mà Nick mới ăn chiên xù ở bên làng nướng Nam Bộ. Nhưng mà ở đây không thấy cá tai tượng. Còn bên đây con gì đây? Cá chạch que 186.000 đồng một ký. Còn kế bên nè, cá kèo sống kìa. Đây này, cá kèo nè. Cá kèo này nấu lẩu cá kèo hết sảy luôn, hoặc là nướng muối ớt cũng ngon nữa. Cá kèo. À, cái gì cũng có hết. Những cái này là nhiều siêu thị nước ngoài là chắc chắn là không có rồi đó. Còn những cái loại cá đông lạnh khác đó là như cá hồi này kia, mấy cái này bình thường lắm. Này ở Việt Nam đông lạnh đầy, hoặc là siêu thị nước ngoài cũng chỉ có đông lạnh chứ là không có được tươi sống, như những cái mặt hàng hải sản tươi sống trong tủ rồi. Nói chung là ăn đồ món Tây cũng có, mà món ta thì ở Việt Nam thì đầy hết trong các siêu thị, nhìn mê ly luôn. Bên kia là con cá thì nguyên con cá bự quá chừng luôn kìa. Cá tra bè lớn, wow, cá tra bè 75.000 đồng ký, nguyên con cá bự quá trời bự, cái này cắt khúc. Wow, còn nhiều mặt hàng phía trước nữa nè, quá trời luôn, coi không xuể luôn. Oh, nhiều lắm, để Nick đi khu vực khác quay tiếp cho bà con cô bác chị mình xem. Rồi, muốn rời khỏi khu vực hải sản tươi sống mà quá nhìn lại thì nó hấp dẫn quá. Còn cái khu kế bên đây là cũng hấp dẫn không kém, trái cây và rau củ quả tươi nè. À, nhìn cái này là thôi mê mẩn nữa rồi. Rau mồng tơi, một cái hộp nè, một cái bịch như vậy, để coi bao nhiêu tiền. Nick không thấy cái giá ở chỗ này nha. À, ở trên là có 14.000, đó, để giá có 14.000 một bịch như vậy. Rồi cải xà lách, bắp cải đỏ. Xà lách Đà Lạt, xà lách mỡ, xà lách radicchio, xà lách crease, xà lách lô tô tím. Đủ các loại xà lách. Nhiều loại rau á, rau nào cũng tươi rói. Còn bên trong kệ nữa nè. Này là xả hương tây. Thơm quá. Xả hương bịch lớn, bịch nhỏ. Xả hương tây Đà Lạt. Rồi hương thảo tây. 63.000 đồng, 48, 27.000. Rồi xà lách nữa nè, các loại rau, cải bẹ xanh, rồi súp lơ, nấm kim châm, bắp nè, rồi nấm, các loại nấm, crab, mushroom nữa là nấm linh chi nữa nè, nấm linh chi nâu,
rồi nấm tầm hỷ, nấm ngũ sắc, nấm bào ngư trắng. Nấm bào ngư trắng có 35.000 đồng một bịch. Rồi nấm bào ngư, rồi nấm đùi gà. Cái này hai cái cây nấm đùi gà bự qua trời bự. Đây là của xuất xứ Hàn Quốc, 32.000 đồng thôi. Rồi bạc hà nè, bạc hà nấu canh chua. Rồi lá dứa, tỏi, hành, rồi bắp chuối nè, hoa chuối, nấm đông cô, tiêu xanh. Đó, tiêu xanh nè, nít rất là thích là bao tử hầm tiêu này nè, hoặc là ốc bu nướng tiêu, nó sảy luôn á. Rồi các loại đậu, đậu ngự nè, đậu trắng nè, đậu đỏ nè, đậu đen, đậu xanh, đậu bơ tích nữa nè, đậu ngọt, bông bí, wow, bí nụ Đà Lạt. Bí nụ này coi bao nhiêu, chưa nhìn thấy cái giá đâu, mất tiêu rồi. Rồi giá sống nè, rồi xả xây sẵn nè, củ hành xây sẵn luôn, củ tỏi lột sẵn. À, cái gì bây giờ có su hào loại nhỏ có luôn. Rồi lá cách nữa nè. Dưa chua. Rồi tắc nè, quất nè, nấm rơm nè, rau thơm nè, ngò nè. Kho đã phun sương khói ra, cho rau nó tươi nè. Wow, kho lạnh. À, mờ ảo rồi chưa. Bảo quản rau củ quả tươi xanh nè. Cái này ngò thơm. Rồi, hành lá. Rồi quế. Rồi cái này rau răm. À, ngò nữa nè, ngò gai có nè, bông hẹ nữa nè. À, muốn nhìn giá, nhìn lên trên đây bao nhiêu thứ. Nói chung là 6.000 đồng đến 12.000, 14.000, 25.000. Rồi me nè, củ sen nè, để trên kệ sẵn. Me bịt nè, củ gừng, củ ghiền, dưa hấu nữa rồi, chanh, ớt, chanh thì để sẵn, bịt vậy nè, chắc cũng khoảng 1 ký rồi. Chanh, ớt nè, ớt dài, ớt hiểm, ớt đỏ, ớt Đà Lạt. Đậu quay, rau cải, mồng tơi, rau gì nữa đây. Oh, cái này gọi là như là nhãn lồng, đúng rồi, dây nhãn lồng. Wow, cái này là dây nhãn lồng là lâu lắm rồi mới thấy. 7.000 đồng. Rồi rau tầng ô, rau má, rau má để bịch hoặc là để tự cân ký riêng cũng được. Rồi bùn ngót nữa nè. À, rau muống các loại. Nói chung là chỉ có nhìn mê mẩn thôi. Bắp cải tím, bắp cải trắng, bắp cải xanh gì, cà chua. Thôi nước chỉ lướt qua là không thể quay hết tất cả các món cho cô bác mình được. Khổ qua. Rồi mớp nè, bí nè, nước khía nữa nè. Nước khía này 32.000 đồng ký. Còn cà tím nè 18.000 đồng một ký. Dưa leo 24.000. Rồi bí, bầu xanh 16.900. Các loại bầu bí. Bí rau xanh 18.900 đồng một ký. Rồi
Oh, cái loại này lạ quá. Cái này bí ngôi vàng Đà Lạt. Cái này lạ nha, 42.000 đồng một ký. Rồi bí đỏ nữa nè. Bí giống Mỹ 16.000 đồng, 16.900 đồng một ký. Rồi tiêu, tỏi gì, hành. À, củ hành bự, củ hành nhỏ. Tỏi lớn, tỏi nhỏ. Tép tỏi, tỏi Lý Sơn. Rồi bí nữa. Rồi hoa tươi, hoa kiển. Nhìn cái này à, ai mà yêu hoa hoặc là không yêu hoa là nhìn thấy cũng mê nữa. Cái này của Hatch Farm Đà Lạt. Rồi hoa lan nữa nè. Người ta trồng sẵn nó nở quá đẹp cho mình về chân thôi. Mấy chục ngàn chậu, quá đẹp. Có lavender nữa nè. Lavender này 159.000. Ồ, đứng gần lavender thơm quá. Là hồng tỉ muội, các loại hồng, các loại hoa. Rồi trái cây nữa, cốc. Cốc nè. Cốc trái này chấm mà muối ớt hết sảy. Thanh long, ở trên là thanh long. Rồi thanh long vàng, thanh long ruột đỏ. Để coi cốc này nó không thấy giá trên đây, không biết để cái giá đâu rồi, không thấy giá của cốc. Mà cốc thì chắc cũng không có mắc đâu. Thôi bơ nữa, khóm nè, đu đủ, chuối, đu đủ mỏ dịch, còn bưởi, bưởi các loại, còn chắc loại trái cây có nội địa có nhập có, rồi bên kia kệ rồi, nước thấy có cherry, cereal công, rồi cốc non, táo Việt Nam, xoài, lê với lại táo nhập rồi. Rồi dâu, có dâu Đà Lạt, có nhỏ nhỏ, dâu nhập cũng có luôn. Dâu nho tùm lum bên kia. Cam, cam là tươi quá trời tươi. Cam còn có 45.000 đồng ký. Ô, dừa sim, xuất xứ Bến Tre, lột sẵn là trắng pop luôn. Có 15.000 đồng một trái thôi. Ồ, mấy trái dừa này dừa xem nhỏ chút à. Thấy cưng luôn nè. Thôi 15.000, 18.000 khuyến mãi còn 15.000 đồng một trái. Bơ sáp này còn 42.000 đồng một ký. Thôi nhìn lại cái hàng kệ rau củ quả tươi sống mê mẩn luôn. Đây là dâu và trà là nguyên cành để trong hộp nè. Trà là này chắc là nhập rồi. Dâu này cũng của Hàn Quốc, dâu nhập. Rồi me này là me này Thái Lan để trong hộp và trái còn nguyên. Hồi dâu này dâu trắng nữa nè. Dâu này dâu Hàn Quốc, dâu nhập. Rồi có củ nhân sâm nữa nè. Cái này hàng nhập của Hàn Quốc, sâm tươi 100g 179.000 đồng hộp. Kiwi. Rồi táo, rồi quýt. Rồi gạo nè. Rồi các loại gia vị ở trên kệ. Đó. Nhìn lại kệ hàng. Dầu ăn các loại. Dầu nành, dầu chiên xào, dầu nấu ăn, dầu Mejan, dầu Neptune. Các loại tương ớt, nước mắm, các loại mắm. Rồi giấm nè, để sẵn là nước cốt chanh có sẵn luôn. Rồi nước phô mai, nước chấm mè rang.
đậu hũ non, các loại bột ở bên đây. Đây, mắm gì cũng có hết nè, mắm cá sạch, mắm cá thu, rồi chao, các loại mắm, rồi các loại nước sốt, ớt sá tế, rồi sá tế tôm, rồi nước sốt ướp thịt barbecue, nước cái này muối, muối ớt chanh Nha Trang, rồi tương đen, tương đen đen phở, tương trà, tương ớt, đó, hiệu Choli Mac, hiệu MM, hiệu Kino, Kinsu, muốn loại nào có loại đó, Choli Mac, rồi nước tương, rồi tới đằng kia chắc là nước mắm nữa, nước tương đậm đặc, Tam Thánh Tử, Maggi, rồi nước mắm Phú Quốc, nước mắm Cà No, nước mắm Thanh Hà, nước mắm Liên Thành, nước mắm Cốt Nhĩ, nước mắm Chiên Su, nước mắm Cá Cơm, nước mắm Phan Thiết. À, cái gì muốn là cũng có hết luôn, hiệu gì cũng có. Ai, bây giờ trở ra đây nhìn nè, mênh mông hàng hóa thôi, hóp hồn. Còn chưa kể đồ họp và những cái khu hàng khác nữa, nó không thể quay hết cho cô bán chị mình. Cái này phải lướt lướt qua và tạm ngưng ở đây thôi. À, như vậy là Nick vừa đưa cô bán chị mình đi một vòng siêu thị M&M Mega Market ở bên quận 12. Thật sự là Nick cũng chưa đi hết các kệ gian hàng ở trong đó đâu, vì nó quá lớn. Và ở trong siêu thị thì thấy có một cái góc là ăn uống, có chỗ ngồi đó, cũng nhỏ thôi. Và trong đây thì có vài chỗ là quán cà phê, kem, ngồi nghỉ chân cũng thú vị. Chỗ này Nick đang ngồi đó là quán cà phê nè, cà phê Amazon, cũng mở khắp nơi rồi. Nhìn chung là siêu thị thì ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn thì mở khắp nơi. Siêu thị lớn, siêu thị nhỏ, siêu thị tầm cỡ quốc tế đều có hết. Và hàng hóa thì mênh mông như là Nick đã từng quay chia sẻ và trong video clip ngày hôm nay tại siêu thị MM này ở quận 12 thì cũng hàng hóa thật sự là nói là nhìn vô là thấy hot thiệt, là quá lớn, quá nhiều đồ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà như đã Nick đã nói trong video clip đó là Nick rất thích hai cái khu đó là hải sản tươi sống, nhìn là mê mẩn luôn. Cái nữa là hàng rau củ quả tươi sống với lại trái cây tươi, loại trái cây nhập có, hàng nội địa có, cái gì cũng có. Còn rau tươi thì thôi mênh mông, thật sự là nhiều siêu thị nước ngoài không có đầy đủ được như vậy. Ngay cả hàng thịt cá tươi sống, hàng hải sản tươi sống cũng vậy, nhiều siêu thị ở nước ngoài là đa số là hàng ướp lạnh, rất rất ít là siêu thị là có hàng tươi sống để trong đó. Nick chỉ thấy ở Mỹ là có những cái siêu thị mà của người Hoa làm chủ đó, thì họ mới có những cái khu mà hàng thủy hải sản tươi sống để một phần trong đó thôi, chứ còn bình thường là không có được đầy đủ như vậy đâu. Cái đó là ở Việt Nam bây giờ là đi mua sắm trong siêu thị thì thôi, không có thiếu cái gì hết, chỉ là thiếu là thiếu tiền, không biết có đủ tiền để đi mua hết nhiều thứ hay không mà thôi. Video clip chia sẻ về siêu thị M&M Mega Market tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức rồi. Lúc đầu thì nhìn cái chỗ vị trí này á, đường Trịnh Thị Hoa, nhưng thật ra là phía trước đó là quốc lộ 1A, rất là gần thôi, đi qua cầu Trường Đai gì đó là vô bên quận Gò Vấp rồi. Từ quận Gò Vấp chạy qua đây tí xíu là tới, thật ra nó cũng không có quá xa đâu. Chỉ có những ai ở trong trung tâm của Sài Gòn đi ra đây thì đúng là đi lên hướng phía Bắc nó hơi ngược, hơi xa tí. Chứ còn bình thường là đối với người dân khu vực quận Gò Vấp hoặc là khu vực quận 12 xung quanh đây thì quá tiện lợi luôn. Nên hiện giờ là phân bố đều hết, từ Nam, Bắc, nè Đông, Tây của thành phố của Sài Gòn đều có những siêu thị lớn. Ai gần khu vực nào đi khu vực đó, tiện lợi, không cần là phải đi quá xa. À, cho nên là chỉ vấn đề là kiếm được nhiều tiền đi siêu thị là thấy thỏa thích, hoặc là không có nhiều tiền vô siêu thị ngắm hàng, coi đồ cũng là thấy thỏa mãn, đã con mắt luôn mọi người. Video clip của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.